Đây tôi xin giới thiệu mọi người cách sử dụng bình chữa cháy bếp dùng cho đám cháy FK, đám cháy về dầu mỡ động thực vật. Khi có đám cháy xảy ra, thật hết sức bình tĩnh, nhanh chóng tiến tới lấy bình chữa cháy, giữ khoảng cách 3 mét so với đám cháy theo hướng dẫn của bình chữa cháy, hướng giật chốt hướng mình vào đám cháy, phun không chế đám cháy. Rồi, tắt.